Hello cả nhà, em lên một con Michael Kors của Mỹ nha. Đây, chất liệu vàng hồng, khép đúc nha, rất là nặng tay luôn. Size 44 chưa núm, mặt số La Mã nha. Nó chạy 6 kim, có ô lịch dài góc 4 giờ, 5 giờ. Nó rất là đẹp luôn, núm rin, núm có logo, khóa rin luôn, dây dài, đáy còn siêu luôn nha. Nó rất là đẹp luôn, đây em bấm giờ cho cả nhà cùng xem. Bấm giờ thể thao nha, góc 6 giờ đang chạy nè. Đó, em chuẩn bị bấm stop nè, để dừng lại. Đó, em reset nè, đó, chạy full kim luôn nha. Giá mới rất là cao, 7-8 triệu lận. Chất liệu vàng hồng rất là đẹp, xịn sò luôn nha. Lâu lâu em chỉ có một con thôi, đó, rất là đẹp luôn. Dây dài, rất là nặng tay luôn nha. Đó, mời cả nhà cùng chiêm ngưỡng. Em chỉ có một con thôi rồi à, chốt nhanh thì còn nha. Dạ, em cảm ơn, mời cả nhà cùng xem.